Các bạn ơi, mình có mặt ở trong cái cửa hàng Arabian bán khúc khinh nè. Này các bạn thấy không? Bán là bánh ngộ lắm. Đây cô chủ cho mình ăn thử á. Ngon lắm. Smack so good. Anh muốn ăn, em mua cho anh miếng. Anh muốn mua cái nào? Ăn cái nào? Hello. Em muốn ăn bánh nào? Mua cái nào? Mua, anh mua đi, anh mua cái nào anh chỉ đi, em lấy em trả tiền cho anh mua. Anh ăn cho anh thích. Thử cái này đi, cái này nha. Ừ, anh mua đi. Đặt drastic and probia. Lẹ đa phồn. Anh quanh dưới này nhiều thứ lắm anh xem. Để em cầm cái đứa này, em cầm cho anh quay đi. Bán hả? Có hạt pistachio nè. Có nhiều loại hạt lắm. Nhà đây là hạt đều nữa. Cái vùng Trung Đông là người ta ăn rất nhiều loại hạt này nhé. Từ ngày mà những người mà dân ở vùng Trung Đông người ta đến đây này. Còn cái này pistachio 1 ký 16.99 nè. Từ ngày cái hàng người ở Trung Đông nó sang tới đây thì là cái hạt người ta có cửa hàng này. Chứ ngày xưa người Đức là không tiêu thụ nhiều. Thế trong người nhà của người dân đó đủ thứ hạt cho nhau. Là người ta ăn rất nhiều loại này, ví dụ trong một bàn ta bày đủ các loại hạt này. Người ta ăn mà cái này nó rất tốt cho sức khỏe. Người Trung Đông ở đi quá đông. Đâm ra người ta làm, người ta bán đấy cho người ta. Kiểu bán buôn á. Đấy, người ta bán cho người dân của người ta đấy. Tôi nhìn cửa hàng này đủ biết là cái này giống như kẹo vậy. Bọc nhìn cửa hàng biết là dân Trung Đông đến đây rất đông. Có bà mở được cái lớn này chứ không có thể mở được cái lớn như này. À, mình quay cho các bạn xem nè. Đó. Lần sau mình ra đây mình mua cái hạt pista nhiệt. Mình không mua ở chỗ khác đâu, mua ở đây. Mua nó vừa tươi, nó vừa ngon. Đây, mua đây anh chỉ cho anh coi đây. Đây là những cái ấm nước ở đây. Đây là chỉ cho mọi người. Này, có ly uống trà nha. Cái ấm này, cái này nó uống với cái ấm ở cái chạm bếp, gọi là cái bếp samovar đấy. Đây này, nó nấu trên cái samovar này. Có cái bếp ấm nhỏ này này, hay lắm này. Cái ấm nhỏ này nó lót tiền này, bởi nó nước uống lại đây này, nhìn trên bếp này. Ấm nhỏ này, nó nhiều thứ lắm. Nó như là cái này không nên được gì. Nó khói. Này nó làm gì ta? À biết người ta làm ai đục đẽo gì. Không phải đâu, thấy cái này. Cái nến này, cái nến này. Đây, cái đời của Arabian này. Nó làm. Cái đồ to nó bán đây này. Thôi, đi ra. Mở nó như thế này là phải người Trung Đông. Em ra lấy bánh ăn luôn tại đây, tại khỏi mang mang về. Đây, anh cái bếp điện nhỏ này này, cái bếp 3 nữa này. 8-9 thì chắc điện. Để hâm nóng thôi, chắc để hâm nóng. Ừ, chắc để hâm nóng rồi. Này để hâm nóng thôi. Cắm điện vô để hâm nóng đồ, hâm nóng bình trời. Đây. À, lấy cái bánh ăn đi, lấy bánh thôi. Đây, bán tất cả các loại gia vị này. Loại gia vị bán này, mật ong này, gia vị đủ các loại này. Đây là bột ớt này. Ớt là bán rất nhiều nhé. Đấy. Bột ớt là bán đây. Ngày xưa tôi rất hay mua của họ này, về ăn này. Bột nghệ này, đây là có hết này, đây có hết này. Đây có chà là nè, này chà là nè, 5.99, 900 gram. Phục vụ cho người Trung Đông, đây người Trung Đông bây giờ đông quá. Chưa được 1 ký. Lấy cái bánh ăn đi, đừng khỏi gói gì. Đâu à? Đây.
Còn mua gì không? Đây, nóc nít, đếch xem ăn nữa. Đây cô chủ á. Dạ, đăng lên xuyên. Cái cơ sang như thay vậy. Bây giờ ăn luôn đấy. Bia thì ê sẵn bia ảo. À, và bao nhiêu spicy? Spicy thì nó còn được 3 stục, ổn đó? Spicy đi. Vèo chứ? Thì bao nhiêu 3 stục đó còn hồng, ổn đó? Cũng được vèo theo chứ đấy. Hai nè, cái nước, dạ, ok, ok. Ê sẵn hiểu như cái xã lần, ý ít, hộp ê sẵn ảo, mà cái gì ảo. Để ăn đi, cái này để mang về. Cái sang nè, xả tiền đi, cái xá lần nữa, cái xá lần nữa rồi. Sáng xoay ơ vô, phong phong đọc xích. Ô, xí bí này kìa, nít tay à. Dạ. Hà lất, hà lất. Dạ. Dạ, ok. Ít vai anh Chris làm, cái dễ hẹn, đi cú cần. Phi lại xe bờ đi đá. Này đá. Đấy, mà sao mua ở đây này? Cứ mua ở đây chẳng yêu xa. Xa này những cái rừng trung đông này nhiều lắm. Đấy, rất là rất nhiều người dân người ta có truyền thống ăn này mà ăn này rất là có tốt cho sức khỏe. Thử hả? Woher kommt sie? Vietnam. Vietnam. Und sie? Vietnamesisch. Ich bin Syrien. Türkei? Aus Syrien, Arabien. Ah, Arabien, also. Người Trung Đông này, người ta làm bánh nó khác với người châu Âu. Cho là bánh nó nướng xong rồi nó đi nấu, nước đường nó đổi vô. Nó ăn một nở. Bánh họ ngọt lắm, mà cho nhiều trở nó. Cái nước đường nó đun nóng, nó đợi cả. Mỗi dân tộc có kiểu làm bánh khác nhau. Cái người Trung không Đông có thể lấy thế, những người Trung Đông kể cả người Hy Lạp thì người ta làm bánh giống nhau ấy. Người ta không kiểu nhà làm kiểu bột nở đâu, họ làm họ dùng cái nướng bột trước. Không bao giờ họ đổ nước đường vô, gọi là đổ, gọi là siro đấy, nó rất là ngọt. Đấy là đặc điểm của bánh mấy nước Trung Đông nó giống nhau, kể cả người Hy Lạp người ta cũng làm giống bánh giống mấy người này đến tí. Bánh làm ngọt ghê. Đấy, đây cái đặc điểm bánh ở đây người ta làm được đấy. Giờ người Trung Đông đông quá, người ta làm, người ta bán phục vụ dân người ta. Dân Đông Châu họ ít ăn mà, cái này nó rất là... Nè. Thôi ra em ơi. Ừm.
Đừng có thêm chút nữa. Chút. Người ta bán như thế này chứng tỏ là cửa hàng là mới toanh nhé. Lần đầu tiên có một kiểu cửa hàng như thế này xuất hiện ở nước Đức mà tôi trông thấy. Như mình hỏi là cái lượng người ở vùng Trung Đông nó quá nhiều. Người Trung Đông tại sao tôi nghĩ là tại sao nó khỏe mạnh như thế? Bởi vì sao người ta ăn rất nhiều các loại hạt, và trong đó có loại hạt này hiện nay mà tự dưng mình thấy trong cổng Lan cái đồ này, cái hạt là pizza nhiền, cái hạt rẻ cười ấy, không có bán nữa, bán ít đi. Bởi vì người Trung Đông người ta bán rồi thì làm gì có cửa cho hàng ấy bán nữa. Thì người ta phải mua từ Trung Đông người ta mang về người ta bán. Bây giờ ở đây người ta bán lại đồ tươi nữa, mà cái giá lại rẻ nữa, mà nó cái người này những người ta nướng ngon hơn nhé. Đâm ra nếu như mà ai mà đã chơi những người Trung Đông hoặc đến nhà họ chơi thì trên cái bàn họ đặt tất cả các loại hạt. Đang ngồi người đàn bà chỉ ở nhà lo chồng lo con. Còn người đông đi làm thì cũng ở nhà người ta cứ lách cách ăn xuống. Như vậy trên thành phố nè, vắng tanh nè các bạn ơi. Đó, vắng tanh nè, không có ai hết trơn á. Cửa hàng đóng cửa hết trơn à. Do vấn đề phong tỏa dịch bệnh á. Là cửa hàng đóng hết trơn à. Chỉ có cửa hàng buôn bán thực phẩm là còn mở thôi. Bây giờ ra ngoài cửa hàng, ngoài đường mà thấy cái cửa hàng người ta lại trước cửa người ta đề chữ của Arabian ấy, của người Trung Đông á, mình sợ là tưởng sao. Đấy là một cái chỉ dấu cho hay là cái gọi là đa sắc tộc rồi. Người Việt Nam ngày xưa tới có ai có viết chữ đâu, người Trung Đông quá nhiều. Ừ. Người ta viết cả tiếng Ả Rập ở đấy. Nó tấu chụp tấm hình nhưng mà nó không rõ lắm, nó không đưa được. Nó làm cách gì đấy mình chụp mình đưa đến tấm hình nó không rõ gì được. Còn người Trung Đông họ tràn với dậy với đất. Tràn có nhiều cách. Ra thực phẩm nó cứ bây ra ngoài đường mà cứ nhìn cả thực phẩm lên là biết là người Trung Đông tới. Nói vậy là hồi xưa mấy cửa hàng của người ngoài quốc có dễ gì mà chen chân vô trung tâm này nha, tìm mướn thuê mướn cửa hàng không có bây giờ thôi. Nói chung là từ trước khi mà có dịch bệnh đã là cửa hàng đó là sập tiệm rồi, rồi bây giờ thêm dịch bệnh này nó càng tiến nhanh hơn nữa, sập tiệm nhanh hơn nữa. May mà trước dịch bệnh tôi đi mua đôi giày mùa đông đúng không? Xong. Bữa đó mua bữa cuối đó. Mua cuối cùng đó. Không tự dưng làm sao mình đi mua? Chứ mùa đông này mà. Chứ bây giờ mà em đầu bữa em mua kỳ gà không mua là bây giờ em khỏi có luôn. Mùa đông là mình lạnh chết luôn. Đôi giày mùa đông á là mùa đông cũng lán. Thôi làm sao cứ ra đi mua hai cái sừng là ăn hết lần này rồi không thể mua được, cứ ra đi mua. Nó tươi anh hiểu. Ghê thật đấy. Nhưng mà giá nó bán nãy mình em mới coi 100 gram bao nhiêu tiền không? Không nó bán 16 đồng một ký. 16 đồng ký. 16 đồng mấy ở ngoài hồi nãy cái kia là 250 gram mà 3 đồng 79 cho 3 đồng cho 4 đồng. Đậu phộng nữa mà, đậu phộng. Đậu phộng gì? Không, trên cái giá pista xin kìa. Hàng chuyển là mấy trăm gram. Không, như này 3 đồng 79 cho 4 đồng 250, 4 đồng 12 đồng. 4 đồng 16 đồng, cũng giống nhau à. Không, nhưng mà một đằng ta đóng gói là đồ không tươi. Còn đây là đồ bán buông là đồ tươi, nó khác chứ. Đồ đóng gói nó để lâu rồi một cái hai nó xịt thuốc. Đấy, nó có vấn đề nằm chỗ đấy. Mà Trung Đông nó nằm bánh ngọt quá. Ngày xưa tôi sang Hy Lạp y chang như này, nó bánh cả y chang. Cái vùng Trung Đông người ta một gu bánh như nhau. Cứ bột bắt đầu với làm sẵn bột đánh thành phần bánh, xong nướng chín bắt đầu với nấu nước đường gọi là siro đổ xuống. Đấy là thành bánh. Nó khác với châu Âu, nó khác với ăn bánh của châu Âu ở chỗ đấy. Bởi mỗi dân tộc nó cách ăn khác nhau. Mới có 4:20 mà trời tới thui à. 4:20 buổi chiều á. Thì bây giờ nó vậy đấy, bây giờ mùa đông nó vậy. Có phần. Đấy tưởng mấy cửa hàng ấy được mở thì sống như nổi dân đi ít người ta có ăn mấy đâu. Đấy nhớ, tưởng người ta đóng hết mình được mở mình có tiền. Cũng có phải. Bị dây chuyền luôn.
Ở bên này những cái gì của Ý bán chạy lắm. Đây cửa hàng này là cửa hàng Ý này. Cửa hàng đây này, quay máy đấy. Đây những cái thông này, những cái thông này. Cái thông này hết Noel rồi, người ta bỏ. Hết Noel rồi, người ta bỏ. Tình hình này sau bầu cử này bây giờ cho khi nó ngã ngũ rồi. Nếu như ông Joe Biden mà ông làm tổng thống thì thế giới thay đổi nhiều lắm. Anh thấy bầu cử ở Mỹ bây giờ trông dễ hơi ha. À, cái gì gian lận tùm lum tà la trơn mà chả cơ quan nào xử trơn, tòa án cũng không xử, gì cũng không xử, tố cáo pháp viện cũng không xử. Rồi cuối cùng tự nhiên cái ông mà ông Biden thì dân nó ít bầu mà lại đắc cử. Nghe nó hết sức là vô lý. Đây là cái thông này đóng vứt đi này. Nghe bầu cử ở Mỹ bây giờ trông vô lý quá. Bây giờ bầu cử của tổng Mỹ này thì tình hình cục diện thế giới sẽ thay đổi nếu ông Joe Biden thắng. Bây giờ cái thế lực của chính phủ ngầm là nó kết liên kết với thế giới mà nó nếu mà ông Joe Biden thắng thì thế giới nó diệt ông Trump mà. Khuynh hướng là dân chủ cánh tả mà nó cũng cùng một cái xu hướng với lại những người cộng sản biến thể. Nó cùng xu hướng. Còn ông Trump thì lại khác. Bắt đầu nếu mà theo Sơn thắng thì nó sẽ nhảy theo cái chiều đấy. Thay đổi nhiều lắm ấy. Đấy, cửa hàng giờ trung tâm mua bán đóng cửa hết trơn. Nhưng mà hãng giày nhiều việc mới là lạ đời. Hãng giày nhiều việc quá trời luôn. Mới đầu tuần đầu tiên của năm mới mà phải đi làm thêm rồi đó. Người ta ý thức của bên cái giày tốt với con người như thế nào. Đi đôi giày mà nó bị là cũng nguy hiểm lắm. Rồi hai anh chị đi phố mua đồ xong rồi giờ đi xuống xe đi về nha các bạn ơi. Rồi đó, mình đi trên đường mình đi xuống xe đó các bạn. Mình xin chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn cái video lần sau. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ vậy nha.